Tới điểm đầu tiên luôn nha cả nhà. Giờ mình vô thăm. Có mình quay cho các bạn xem nha. Vô thăm cái bãi tiếp theo nha cả nhà. Nãy giờ mười mấy cái, 10 cái rồi. Cái thứ 11 rồi. Cái có hàng không nha. Đâu hay chấm bóp, không có đáy gì hết. Rồi nghe nặng nặng nha cả nhà. Đúng gì đây? Đúng rồi, đúng rồi. Đây gần nhà quá nha cả nhà. Chút mình bắt rồi mình quay cho cả nhà. Rồi mình tắm rác cho cả nhà xem. Còn 2 cái nha cả nhà. Cái này mới hạ. Cái này tắm bắt cũng hơi chút đáy. Rồi chuột còn mấy con. Mình cũng về tới nhà rồi nha, nhà nãy có một bẫy dính được 2 con hổ hành mà mình không quay nha, đông người quá. Mình dỡ bẫy về luôn. Một cặp. Một con kẹt đầu, một con không. Một con không kẹt đầu, một con kẹt đầu. Để mình xử lý luôn nha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo.